Đây nè các bạn, đây là ba hũ ớt thư tự tay mình làm đó. Một hũ là ớt sa tế, một hũ là ớt ngâm giấm và một hũ thứ ba Thư mới làm trong cái video ngày hôm nay là ớt rim đó các bạn. Thì hoàn toàn Thư sử dụng ớt ở nhà Thư trồng để làm ra ba cái món ớt này ha, để dành trong tủ lạnh đó, để ăn mùa đông năm nay. Bây giờ Thư sẽ mời các bạn cùng đi hái ớt với Thư dưới trời mưa băng và cùng làm cái món ớt rim ngày hôm nay nha các bạn. Hiện tại bây giờ chỗ của Thư ở đang có mưa, mà mưa dạng giống như mưa, mà mưa nó có mưa xuống là nó thành ra lên cục nước đá luôn đó các bạn. Đây nè, đó các bạn nhìn thấy không? Nó đóng thành đá hết trơn luôn rồi, giống như trong cái tủ lạnh đó. Thì hiện bây giờ chỗ của Thư ở đang là 32 độ F. 32 độ F có nghĩa là đổi ra độ C là 0 độ C nha các bạn. Và dự báo thời tiết tối nay là chỗ Thư là sẽ xuống âm 2 độ C, là còn có 28 độ thôi. Nhìn các bạn nhìn nè. Đó. Ôi nó đông rồi các bạn ơi. Nó đông rồi. Nè các bạn, nó đông rồi. Nó có đá nè. Ôi cha. Giờ là chắc ra bẻ nguyên cây vô luôn quá. Ôi cha, mà bẻ cũng không biết được bao nhiêu nữa, tự vì bây giờ cái tay mình nó lạnh cống luôn rồi các bạn. Dùng mấy cái thùng á, Thư đậy mấy cái cây ớt trong này hết rồi các bạn. Nè, đóng một lớp ice. Rồi cái cây đậu của Thư nè, nó cũng bị đóng tuyết hết rồi các bạn ơi. Bẻ nó luôn. Lạnh quá. Đụng vô nó kêu sột sột giống như đá bào các bạn. Mấy cái đậu bắp nữa các bạn. Mà lạnh quá, chắc đi vô nhà. Thôi để Thư ráng hái hết mấy trái ớt ở đây luôn, chứ để tí nữa nó đông cứng ngắt luôn đó các bạn. Rồi nè. Hôm nay nữa là cây như là cái cây đậu bắp nó chết luôn rồi các bạn. Oh no. Vậy là Thư đã làm gãy cái cây đậu bắp của Thư rồi. Nhưng mà ngày mai nó cũng chết rồi thì mình cũng đâu có tiếc làm gì nữa ha các bạn ha. Các bạn nhìn thấy mấy cái bông mướp hương của Thư á, nó mới nở ra ngày hôm qua nè. Mấy cái trái này nữa, nó còn teo teo nhỏ xíu à. Uổng quá các bạn ha. Đây nè, các bạn nhìn thấy cái máy điều hòa nhà Thư á, cái máy quạt ở bên ngoài á, đóng một lớp đá dày rồi đó các bạn. Chỗ này Thư có một trái bí xanh á, Thư trồng cùng đợt với lại cái dàn bầu, mà tới cuối mùa nó mới ra được, đậu được đúng một trái này thôi á các bạn. Chưa kịp già nữa, chưa kịp lớn nữa, còn non xèo mà bây giờ cũng phải thu hoạch luôn nè các bạn. Hái vô chứ để ngày mai là nó bị bơn á, cháy lạnh á các bạn. Ở đây là cái vườn hồng nhà Thư. Các bạn nhìn thấy cái đá nó đóng ở trên mấy cái cành hồng á, làm cho mấy cái bông hồng nó gục xuống luôn rồi nè các bạn. Bây giờ Thư sẽ cắt vô nhà hết luôn để Thư làm nước hoa hồng á các bạn. Đó các bạn nhìn thấy uổng ghê không? Quá chừng là bông hồng mới nở chấm chớm à. Bông hồng màu hồng phấn đẹp quá các bạn ha. Đó mà bây giờ nó giống như là cây hoa hồng thủy tinh đó các bạn. Đóng một lớp đá đầy dày ở trên từng cái cánh hoa hồng á. Đó, các bạn thấy những cái cành hoa hồng mà nó bị băng tuyết nó bao phủ đó, nhìn nó đẹp lãng mạn quá các bạn ha. Nhưng mà nó đẹp thì đẹp thiệt đó, nhưng mà nó lạnh lắm các bạn. Ở bên ngoài hiện bây giờ đang rất là lạnh luôn. Thư không biết Thư đang nói gì nữa. Lạnh nhưng mà đẹp, đẹp nhưng mà lạnh. Cũng thích lắm nhưng mà cũng lạnh lắm. Các bạn coi nè, cây hoa hồng á, thành ra cây hoa hồng thủy tinh rồi các bạn. Nó đóng đá các bạn, đóng đá hết trơn rồi nè các bạn, giống như cây hoa hồng thủy tinh các bạn ha. Đây nè các bạn,
Đây là cây hoa hồng leo nhà thư nè. Các bạn thấy không? Đóng đá hết rồi nè. Đó. Đóng đá hết đẹp quá các bạn ha. Để làm món ớt rim á, Thư sử dụng 200g ớt tươi, một củ tỏi lớn, một muỗng ăn cơm, nước mắm ngon nè, rồi hai muỗng đường cát vàng, 1/4 muỗng cà phê muối. Bây giờ Thư sẽ và ngắt nửa chén dầu ăn nha các bạn. Ớt ra nè, ớt này Thư rửa sạch rồi đó các bạn. Đây là dĩa ớt, Thư đã lạch sạch hết mấy cái cuộn rồi nè các bạn. Bây giờ Thư sẽ bắt một nồi nước sôi lên để Thư trụng nó ha. Ở đây Thư có một nồi nước nó đã sôi rất là kỹ rồi nè các bạn. Bây giờ Thư sẽ bỏ hết cái số ớt này vô, Thư trụng. Trụng trong vòng 10 phút nha các bạn. Tự mình làm cái ớt rim này cũng cần phải cho cái ớt nó mềm, thịt mềm á. Mình trụng xong sau đó rồi mình... Giờ mình sẽ đi xay hết cái số tỏi này ha các bạn. Xay cho nhuyễn ra để mình làm ớt rim á. Nhiều tỏi thì ớt rim nó sẽ thơm và ngon hơn đó các bạn. Ớt Thư nấu sôi cũng được 10 phút rồi này các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ ra để cho ráo ha, rồi mình đem đi xay luôn. Đó, bây giờ Thư sẽ lấy hết cái tỏi này ra. Rồi mình dùng cái máy này mình xay ớt luôn nha các bạn. Mình xay tỏi trước rồi mới xay ớt sau ha. Mình đổ hết cái ớt mình đã luộc kỹ rồi nè. Lúc mà mình xay lên á thì nó sẽ rất là nhuyễn. Và cái mùi ớt nó nồng lên rất là cay luôn đó các bạn. Các bạn nhớ đeo bao tay vô giống Thư nha. Cho khỏi nó bị... bên là nó bị nóng, bị phỏng cái tay á. Ớt này nhà Thư. Bây giờ mình sẽ bỏ nửa chén dầu vô trong cái chảo nóng nha. Để cho cái dầu này nó nóng lên. Rồi mình sẽ phi cái tỏi này. Không có phi cho nó vàng cháy nha các bạn. Chỉ có xào sơ qua cho cái tỏi nó vừa thơm lên là mình sẽ cho ớt xay nhuyễn vô liền luôn. Các bạn thấy ha, cái tỏi này nó chưa có vàng nè các bạn. Bây giờ Thư sẽ cho cái ớt xay này vô, Thư xào chung luôn. Đó các bạn, đảo nhanh tay và vặn lửa nhỏ xuống lửa số 4 thôi nha các bạn. Tại vì mình không có muốn cho cái tỏi nó bị khét á, nó vàng á. Đó, mình xào nhanh tay. Đảo liên tục cho tới cỡ khoảng 5 phút nha các bạn. Đó, các bạn thấy 5 phút sau đó, cái... chảo ớt của mình nó cũng vàng vàng lên rồi đó các bạn. Thì Thư hạ nhỏ lửa xuống lửa số 2 thôi ha các bạn ha. Bây giờ thì cái ớt rim của Thư nó cũng đã đặc đặc, nó đã cạn nước lại rồi nè các bạn. Nó ráo hết nước ớt rồi đó các bạn. Thì Thư cho nửa muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc vô nè, để tạo màu cho nó đẹp đó các bạn. Cỡ khoảng 5 phút sau thì Thư sẽ cho cái số đường với lại muối vô luôn ha. Mình tiếp tục đảo đều lên cho đường với muối tan nha. Rồi sau đó mình sẽ cho một cái muỗng ăn cơm nước mắm ngon vô nè. Rồi mình đảo lại cỡ chừng 2 phút nữa là hoàn tất cái món ớt rim rồi đó các bạn. Đây là cái chén ớt rim Thư mới vừa làm món xong ớt này các bạn. Các bạn làm cái hòa với lại nước mắm để chấm chả cá, ăn bún chả cá Nha Trang hoặc là bánh canh Nha Trang đó. Thì rất là hợp và rất là ngon luôn đó các bạn. Hoặc là các bạn có thể ăn với bún riêu nè, bún bò Huế cũng rất là ngon luôn các bạn ha. Thì cái món ớt rim này mình đã xào nấu rất là kỹ rồi. Cho nên là các bạn chỉ cần để vô trong ngăn mát tủ lạnh. Thì các bạn có thể để dành ăn quanh năm được đó các bạn. Thì dừng cái video ngày hôm nay ở đây ha. Xin chào các bạn. Bye bye.